Mở đầu bản tin xin mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần. Trong chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Bộ Công an quản lý như lĩnh vực an ninh trật tự, phương hướng nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát khu vực, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo công khai minh bạch trên các lĩnh vực, góp phần hạn chế tham nhũng, nhất là với tham nhũng vặt. Phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương xác định công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, khắc phục triệt để tình trạng chậm nợ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Hội nghị tổng kết công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo chức năng của Công an Nhân dân từ năm 2004 đến nay vừa được tổ chức tại Hà Nội. Từ năm 2004 đến nay, Công an các đơn vị địa phương đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương chính sách phù hợp, tạo điều kiện để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội sở tại và là cầu nối tăng cường, củng cố, phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Tuần qua, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga. Tại buổi tọa đàm, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp, về cấu hình kỹ thuật, công nghệ, phương tiện, xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên nhiên, đồng thời chia sẻ chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ Công an cũng đã tổ chức buổi gặp mặt giữa Thượng tướng Kurenkov Alexander Vyacheslavovic, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga và Chi hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, Bộ Công an. Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cũng đã có buổi thăm và làm việc tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Tại tọa đàm phát huy vai trò báo chí truyền thông công an nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị báo chí công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, chủ động thích ứng, linh hoạt phù hợp với diễn biến của tình hình, phát triển đội ngũ cộng tác viên, tổ chức chuyên trang chuyên mục phân tích, bình luận chuyên sâu, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trực diện của báo chí công an nhân dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2023 được tổ chức tại thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn từ những kết quả đạt được, thời gian tới cán bộ nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, qua đó đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa. Tuần qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Trung tướng Khăm Kình Phủy Lạ Mani Vông, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, trao đổi một số vấn đề trọng tâm, hai bên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đấu tranh trong phòng chống ma túy, hợp tác điều tra các vụ án hình sự, thúc đẩy hỗ trợ tiến độ triển khai việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào, đồng thời triển khai việc đào tạo tiếng Lào cho cán bộ công an Việt Nam. Làm việc với Công an thành phố Hà Nội về kết quả xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm xây dựng quy chế về mặt văn bản, tạo cơ sở pháp lý cho chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đề nghị Hà Nội giao chỉ tiêu cho công an quận, thị xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tháo gỡ khó khăn trước mắt về trụ sở công an phường.
Tại buổi làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 tại Công an tỉnh Thái Bình, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 5, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, trọng tâm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra các mặt công tác công an tại Công an xã Đồng Mỹ, thành phố Thái Bình và trụ sở khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thái Bình. Đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 tại Công an tỉnh Hà Nam. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu từ nay đến cuối năm, trước mắt là đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh và đề án 06. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị Thái Hưng Eco City, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tình huống giả định là tại dãy nhà ở liền kề, nhà shop house thuộc khu đô thị mới Thái Hưng Eco City bị sét đánh dẫn đến cháy nổ trạm biến áp và hệ thống sạc điện ô tô, xe máy, xe đạp điện, điều hòa, TV, tủ lạnh, thang máy. Đám cháy phát triển nhanh và tỏa ra nhiều khí độc. Khi đó có 30 người bị thương mắc kẹt ở trong tòa nhà. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ và báo cháy cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh và các sở ngành, cơ quan đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai đồng bộ các giải pháp nhanh chóng dập tắt đám cháy, cứu người cứu tài sản, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân của vụ cháy, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả. Sau 45 phút diễn tập khẩn trương, nghiêm túc, hiệp đồng, hiệu quả của trên 450 người, 30 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều loại phương tiện thiết bị khác, cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thưa quý vị, nhằm hạn chế tối đa và ngăn chặn tình trạng cháy nổ ngay khi mới phát sinh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội chữa cháy. Tại Quảng Ngãi, nhiều mô hình cũng đã được triển khai, góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn là địa bàn có khu dân cư đông đúc với hàng nghìn công nhân sinh sống và làm việc. Nếu không may xảy ra cháy, việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do xe chữa cháy không thể tiếp cận kịp thời. Để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an xã, dân phòng hỗ trợ người dân xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh. Việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng đã đem lại hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Qua công tác thành lập tổ liên gia thì công an xã và nhiệm vụ chức năng về quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy ở địa phương thì cũng tuyên truyền vận động người dân cũng nâng cao cái tầm quan trọng của cái an toàn phòng cháy chữa cháy, qua đó cũng nâng cao được kiến thức, kỹ năng trong xử lý một số tình huống bất ngờ đột xuất cháy nổ. Hiện Bình Sơn đang có trên 1.600 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, hàng chục khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nhìn chung, công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc. Do đó, ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong người dân đã được nâng cao, từ đó góp phần giảm thiểu số lượng các vụ cháy trên địa bàn. Phong trào nhà tôi có bình chữa cháy được người dân hưởng ứng mạnh mẽ và được trang bị hầu như là trên 80% các hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy cho gia đình của mình. Để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở giữ vai trò quan trọng mỗi khi có cháy nổ xảy ra, trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Công an xã là tham mưu chính, là tăng cường cái việc tuyên truyền cho người dân trong cái việc là phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là tăng cường kiểm tra các cái chỗ kinh doanh có điều kiện. Với việc khẩn trương triển khai đồng bộ tích cực các biện pháp trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ
và chấp hành tốt các biện pháp phòng ngừa, cũng như củng cố kiện toàn lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng. Phát huy tinh thần nhiệt huyết xung kích của tuổi trẻ, anh Phan Minh Khánh, bí thư chi đoàn ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, không chỉ tiên phong tích cực trong các hoạt động phong trào ở địa phương, anh còn là cầu nối tập hợp các thanh niên trong và ngoài địa phương, hăng hái tham gia vào đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lệ. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các thành viên trong đội đã tạo sự lan tỏa tinh thần tích cực vì cộng đồng. Trước đây thì em thấy bên ngành công an thì cũng có một cái lực lượng cảnh sát 113, mấy anh thì là phản ứng rất là nhanh, đánh áp tội phạm cũng rất là nhanh. Muốn làm giống như mấy anh để giúp đỡ bà con mình, để cho bà con mình dễ nhận biết cái đội này rồi hỗ trợ an toàn giao thông SOS 113 với lại cái số cuối điện thoại em là số cuối 113 nữa. Vậy em mới thêm vô là SOS 113. Sau này được sự chỉ đạo của mấy anh cấp trên đó, thì cũng có hướng dẫn là bây giờ hiện tại là em đã đổi tên đội là đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy. Mặc dù đội em đã thay đổi cái tên rồi như vậy rồi, nhưng mà đội em vẫn giữ cái nhiệt huyết, nhiệt tình để giúp đỡ bà con mình gặp sự cố về đêm. Một lần em lướt Facebook á, em thấy bên anh Khánh đang hỗ trợ giúp những người khó khăn vì ban đêm á, như xe hư hay gì tai nạn đó, em thấy cũng có ý nghĩa em tham gia. Mà em muốn là cống hiến cái sức trẻ của mình cho mọi người, cho xã hội. Em thấy mọi người vui thì tâm trạng của em trong lòng em cũng thấy hạnh phúc. 9 thành viên trong đội đều có công việc mưu sinh hàng ngày, mỗi người một nghề. Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ tranh thủ sắp xếp việc cá nhân, cùng nhau tụ họp tuần tra trên khắp các con phố, kịp thời giúp đỡ người đi đường gặp sự cố. Thì đang trên đường thì xe nó bị bể bánh. Hồi nãy có hỏi hai tiệm sửa xe ở đây thì người ta đóng cửa hết rồi. Nên đang loay hoay không biết làm thế nào thì có bạn là chạy ngang xong rồi giới thiệu với anh là về đội SOS của Cai Lậy. Đấy, thì bạn cũng hỗ trợ anh là để gọi cho các anh em ở đây đến để mà hỗ trợ. Thì hôm nay cũng khá là bất ngờ, là không nghĩ là ở Cai Lậy mình có một cái đội như vậy để mà hỗ trợ cho người dân ở đây. Nên cũng rất là cảm ơn mọi người. Hơn 1.000 trường hợp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Đội SOS cũng đã sơ cứu ban đầu, giữ hiện trường, bảo vệ tài sản, đưa người bị thương do va quệt và tai nạn giao thông đi cấp cứu trên 300 trường hợp. Đặc biệt, với sự hướng dẫn của lực lượng công an, đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lệ thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp công an thị xã Cai Lệ bắt nhiều đối tượng phạm tội. Sau thời gian ghi nhận, theo dõi những cái hoạt động tích cực của nhóm này, để phát huy tính xung kích và tinh thần tự nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng của nhóm, thì tôi có trực tiếp gặp trưởng nhóm và đề nghị nhóm tham gia cái công tác phòng ngừa tội phạm dưới sự hướng dẫn của đội cảnh sát hình sự, đạt nhiều cái hiệu quả. Rất là nhiệt tình, hăng hái, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, mất rất nhiều công sức, nhưng các em hoàn toàn là tự nguyện và chấp hành rất là tốt cái hướng dẫn của lực lượng cảnh sát hình sự. Thì để kịp thời hướng dẫn động viên các em thì đội cảnh sát hình sự luôn kết nối thông tin liên lạc với các em và có mặt kịp thời để xử lý các cái vụ việc, các cái đối tượng mà các em phát hiện. Lúc em tham gia truy bắt thì chỉ trong lòng em cũng suy nghĩ nhiều, với lúc là ví dụ như là lúc đó đi cố gắng bắt được tội phạm để giúp giữ gìn trật tự cho an toàn cho người dân thôi. 2 năm qua, đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy đã có 8 lượt tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh thưởng đột xuất và tặng giấy khen. Đó là sự động viên cổ vũ để các thành viên trong đội tiếp tục phát huy sức trẻ, tích cực, hăng say, góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương. Theo dự báo, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 700 mm.
Từ đêm ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị. Trước tình hình trên, Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Ban chỉ đạo UPT, BCA đề nghị Công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau. 1. Nắm chắc tình hình mưa lũ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ứng phó, không để bị động bất ngờ, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở, hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, nhất là đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 2. Thực hiện tốt công tác 4 tại chỗ, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 3. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau thiên tai, tập trung nắm, trao đổi, phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia, nhất là các công trình có khả năng tác động, ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố, kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 4. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, kỹ năng ứng phó khi có sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân về văn phòng bộ theo quy định. Kiểm tra các cơ sở in ấn độ chế làm phụ kiện đồ chơi cho xe ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm, trong đó một số cơ sở làm giả hàng trăm biển số xe ô tô, xe máy. Nhằm tiếp tục chấn áp tội phạm đường phố, ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 10 tổ công tác liên ngành, tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn thành phố. Kết quả đến nay đã phát hiện thu giữ 277 biển số xe ô tô, xe máy không rõ nguồn gốc, không có quốc huy, một số in cả quốc huy nhưng là biển giả. Ngoài ra còn có nhiều lỗi vi phạm về đăng ký kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, sau 3 giờ nhận được tin báo có đối tượng giả làm nhân viên y tế để bế một bé gái sơ sinh rời khỏi bệnh viện, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc truy xét, nhanh chóng xác định nghi phạm và giải cứu thành công em bé, trao trả cho gia đình chăm sóc. Khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2023, tại khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, người nhà của một bé gái mới sinh được một ngày tuổi báo có một người phụ nữ mặc áo blues của bác sĩ đến gặp mẹ của bé và yêu cầu đưa bé đi tiêm ngừa, nhưng người này không cho gia đình đi cùng. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, do không thấy người phụ nữ trên bế con về phòng nên phía gia đình đã liên hệ hỏi khoa sản để tìm con, nhưng không tìm thấy và được báo là thời điểm trên thì khoa sản không có ai yêu cầu các sản phụ cho con đi tiêm ngừa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, Công an phường Hiệp Thành tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, xác định hiện trường, ghi lời khai người bị hại, người làm chứng, người liên quan. Khi mà nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thì chúng tôi đã nhận định được cái tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta truy xét tất cả các cái nguồn gốc, các cái cơ sở có liên quan. Thì qua truy xét camera thì xác định, bước đầu xác định đối tượng này gây án là một mình. Quá trình truy xét, nắm tình hình tại khu vực khoa sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một phụ nữ mặc áo màu đỏ có biểu hiện khả nghi đi cùng hai người khác bế theo một trẻ sơ sinh lên xe taxi rời khỏi khu vực khoa sản.
Qua tra soát nhanh, lực lượng truy xét xác định xe ô tô taxi nói trên đi về hướng xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Ban lãnh đạo công an thành phố xác định rõ cái tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, thì chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự, công an phường Hiệp Thành để cùng nhau phối hợp truy bắt đối tượng và đặc biệt là giải cứu cháu bé. Ở đây chúng ta xác định rõ cái quan điểm, tính chất của vụ việc và cái quan điểm của cơ quan điều tra là bằng mọi giá phải giải cứu an toàn cho cháu bé. Đến khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 11, trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng công an xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, phát hiện Trần Thị Ngọc Thắm, sinh năm 2005, nơi thường trú, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đang ở cùng một bé sơ sinh có cùng đặc điểm giống với thông báo nhận dạng của bệnh viện nên đã tiến hành mời về trụ sở để làm việc. Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thắm khai nhận do bản thân nhiều lần mang thai nhưng đều bị sảy thai. Do không muốn người nhà phát hiện nên đến ngày 4 tháng 11, Thắm đến khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để đăng ký sinh và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh của người khác. Sau đó, Thắm đưa bé gái ra khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của mình ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, cách bệnh viện khoảng hơn 40 km. Bệnh viện đã có cái thông báo, cảnh báo cho tất cả các khoa thực hiện rà soát lại tất cả các cái quy định quy trình, nếu cần thiết thì phải điều chỉnh lại. Thì có một số cái giải pháp trước mắt là yêu cầu là tăng cường cái vấn đề bảo vệ trong khuôn viên cũng như là ngoài khuôn viên bệnh viện. Với sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả và nhận định ban đầu đúng hướng, đúng đối tượng gây án đã giúp lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một thành công giải cứu bé sơ sinh một cách an toàn. Hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc.